Mình tên là Đạt. Năm nay thì mình 19 tuổi. Sáng nay mình mới đi phỏng vấn xong. Lần đầu tiên của mình. Và mình đã đậu rồi. Tất nhiên đậu mình mới lên video này nè. Thì mình có một số cái chia sẻ cho mấy bạn để mấy bạn có thể hoàn thành tốt cái cuộc phỏng vấn của mình. Đầu tiên thì các bạn phải hết sức bình tĩnh. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đừng có run. Mình bảo đảm là lần đầu tiên qua đi phỏng vấn thì chắc chắn các bạn sẽ run. Lần thứ hai, thứ ba cũng chắc chắn sẽ run nữa. Chắc chắn luôn. Các bạn cần phải giữ bình tĩnh, hít thở. Người ta kêu là căng thẳng hít thở thật sâu, nhưng mà các bạn đừng có nghe vậy. Cứ gắng thở bình thường đi. Thở bình thường mới hết căng thẳng. Phải tự tin 100% là mình sẽ đậu. Chưa đi phỏng vấn không thể nào nghĩ là mình rớt được. Cái đó là cái vấn đề tâm lý là hết sức quan trọng rồi. Còn cái vấn đề mình chuẩn bị về tiếng Anh, về cái nội dung thì cái trung tâm Tân Đại Dương đã hoàn thành cho các bạn hết rồi. Thì mình biết qua cái trung tâm Tân Đại Dương này là bởi vì mình có một người bạn đã học là ở đây rồi, đi phỏng vấn ở đây rồi luôn và đậu rồi luôn. Giới thiệu cho mình thì mình ở đây mình làm việc với chị Nhi. Chị Nhi rất là dễ thương, mình rất là thích chị Nhi đó. Nên mà mấy bạn mà có muốn lại đây thì liên lạc với chị Nhi nha. Chị Nhi dễ thương lắm. Thì chị Nhi mới giới thiệu, mới nói cho mình nghe, sắp hồ sơ cho mình, kêu mình cần cái gì, mình thiếu cái gì. Thì chị Nhi rất là ân cần, gọi điện thoại, nhắn tin, nhắn Zalo, các thứ đồ. Xong rồi sau cái phần đó là các bạn sẽ được học với anh Khôi. Anh Khôi sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào để soạn cái bài phỏng vấn của mình. Khoảng 30 câu hỏi thôi. Thì anh Khôi chỉ rất là rõ ràng và kỹ lưỡng. Các bạn có thể an tâm về phần dạy của anh Khôi đi. Không có gì phải lo lắng hết. Nhưng mà điều quan trọng là các bạn phải chuẩn bị ở nhà. Phải chuẩn bị ở nhà thì mới có thể học nhanh nhất. Rồi sau khi mà hoàn tất cái phần tiếng Việt á, thì các bạn sẽ bắt được học tiếng Anh. Rồi sẽ có người text tiếng Anh cho các bạn, sửa cho các bạn. Về phần mình thì mình chỉ lên text tiếng Anh với anh Ân thôi. Thì mình lên có 2-3 lần nói chuyện luôn, hầu như thì cũng không có chỉnh sửa gì nhiều. Anh Ân chỉ giải thích cho mình nghe những cái từ mà mình không biết. Với lại làm thế nào mà để mình có thể nói với người Mỹ để người ta hiểu. Chứ lên Google dịch các bạn đánh vô, xong rồi các bạn nói, không ai hiểu gì hết. Sẽ có người chỉnh sửa cho các bạn. Mình ở đây mình làm việc với anh Ân. Anh Ân nói tiếng Anh rất là hay, rất là chuyên nghiệp. Anh Ân thì mình còn làm việc với hai chị nữa mà mình không có hỏi tên. Chị mình chỉ lên text tiếng Anh rồi nói chuyện thôi. Thì cái chuyện rất là dễ thương, nói chuyện rất là ân cần. Cũng có giỡn nữa, nói tiếng Anh cũng có thể đùa vui. Các bạn hết sức bình thường như ở nhà thôi, như đi chơi thôi, cũng không có gì phải căng thẳng hết. Rồi, nói tóm lại là mình mong các bạn sẽ hết sức bình tĩnh và thành công trong cái cuộc phỏng vấn của mình. Chỉ có như vậy thôi, rất là đơn giản. Tự tin, be like me. Mình thì mình học trường Colorado State University. Trường này nằm ở bang Colorado. Trường này là trường tư mà học phí rất là rẻ, rất là hợp lý. Mình qua bên Mỹ mình sẽ học 5 năm. Năm đầu tiên mình học tiếng Anh. 4 năm sau mình sẽ học chuyên ngành của mình là International Business. Thì sau khi hoàn tất thì mình sẽ về Việt Nam thôi. Mình thì không có người thân nào bên Mỹ hết. Qua bên Mỹ thì tự chăm sóc bản thân mình thôi. Cũng lớn rồi, 19 tuổi rồi. Cha mẹ nuôi 19 năm rồi. Đủ rồi, lớn rồi, chững chạc rồi. Thôi, nói tóm lại là mình mong các bạn chuẩn bị thật là tốt cái hồ sơ của mình, thật là tốt cái bài phỏng vấn của mình. Để gặp cái viên chức lãnh sự thì người ta hỏi rất là nhanh. Nếu các bạn trả lời tốt thì người ta hỏi rất là nhanh. Như mình đi vô nè, coi cái ông quăng ra, coi cái ông quăng ra, mình lấy vô cái ông quăng tờ màu xanh ra, mình tính quăng vô lại cho ổng mà thôi, tờ màu xanh là đậu mà. Nói chung là mình chỉ có chia sẻ nhỏ với các bạn vậy thôi. Mong các bạn thành công. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ.
khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.